chén chú chén anh một chút, hoặc là nhậu vui vui với nhau một chút thì cũng có sao đâu. À, nhưng mà chỉ có là đừng có hư, đừng có nhậu xong rồi quên lối về thì cái đấy là không được. À, thế thì không có đâu. À, để nói về con người ở miền Tây nó phóng khoáng và nó cũng rất yêu thương nhau. Rất. Tiên chức về việc chuyển đổi số để thực hiện các hẹn gọi mật giao, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và an toàn thông tin. Trong đó, nếu là hành vi lấn sử dụng trái phép lòng đường đô thị, vỉa phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thành phố Biên Hòa cũng nhìn nhận, từ đầu năm đến nay, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt để họp chợ, buôn bán vẫn diễn ra khá phức tạp. Đây là một trong những biểu hiện của việc ý thức chấp hành quy định giao thông của người dân chưa cao và là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phổ biến. Về công tác thì có thể ăn mềm đi, đặc biệt là những trường hợp lo khắn mắt cài hay ở trong miệng thì nếu mà ăn cứng quá thì nó có thể bị rơi mắt cài ra. Thế và cái thức ăn thì nên cắt nhỏ đi. Rồi thì đặc biệt chú ý cái vấn đề vệ sinh thì cần trước đây mình chải răng như thế nào thì bây giờ mình cần phải còn phải chăm chút hơn nữa. Thế thì có những cái bàn chải riêng dành cho cái vấn đề chỉnh nha này, có bàn chải rất là nhỏ, bàn chải kẽ luồn lách vào để vệ sinh các cái vị trí kẽ như mắc cài chẳng hạn, hoặc là có những cái bây giờ có những cái loại tăm nước chẳng hạn, tăm nước tôi thấy rất đánh giá rất là cao vì nó sạch những cái tia nước khá là mạnh và xịt rất là sạch. Thế thì còn nếu mà vệ sinh không tốt thì có thể dẫn đến những cái tình huống ví dụ như là viêm lợi, viêm da chu trong quá trình chỉnh nha. Vâng thì ạ. Đấy là cái tình huống khá là phổ biến. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn những thông tin bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, được mời quý vị lắng nghe những giải đáp từ đại tá thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lê, nguyên giảng viên Học viện Quân y. Uống nhiều bia rượu có thể dẫn tới cái tình trạng là mất nước và nó có thể gây ra hình thành sỏi thận thậm chí là. Các thông tin này có thể sử dụng để tham khảo kiểm tra. Buổi tư vấn trực tiếp là cơ hội để quan sát xem cơ sở mình chọn có đầy đủ trang thiết bị điều trị và cấp cứu không. Khi biết bác sĩ, nhân viên y tế nào sẽ cao. Mekong FM 91 và Mekong FM 90 MHz. Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành. Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và Minh Vy sẽ nhắc lại những cái thông tin. Đấy, FM thì bắt tốt, nét âm thanh đài nội địa nghe hay. Nationa, model là RX-FW17. Đây, RX-FW17, đài cũ chưa có lau dọn gì, không có bị vỡ nứt gì cả. Băng cassette thì bên đây vẫn chạy này. Đấy. Tua bên đây thì không chạy này, tua bên đây thì chạy này, xem bờ lây chạy. Bờ lây vẫn chạy này, nhưng mà yếu lắm. Đấy, tiếng motor chạy đấy. Này. Đấy. Đấy. Cái này cơ bánh răng, này cơ bánh răng sửa bình thường thôi nhá. Thế còn bên đây thì không chạy. Này, băng cassette bên đây không chạy, không có tín hiệu gì cả. Đấy. Đài màu đỏ, đài này lau dọn đi trưng bày cũng đẹp. Nghe radio thì tốt rồi, âm thanh thì hay rồi. Không có bị vỡ nứt gì cả. Đài này ăn điện 220V. Đài nội địa thế nhưng mà người chủ trước người ta đã chuyển điện rồi, ăn điện 220V. Đây. Lành lạnh. Lành lặn nhé, không có bị vỡ nứt gì cả nhá. Tắm rửa sạch đẹp lên là đẹp đấy. Đây tem vẫn còn đây. Còn đây là chữ của nó đây. Đấy, Nationa RX-FW17. Made in Japan, chạy điện DC, chạy điện một chiều là 9V. 9V. Quai xanh này. Chưa có lau dọn gì. Đây. Màu đỏ này lau dọn lên là đẹp lắm, màu đỏ dĩ trước tiên là trưng bày. Đã thấy sướng con mắt này.
Đấy, đây là mặt đáy của cái đài. 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Một mức thóc rẻ nhất của đất cho chiếc đài Nationa đấy, đang nói radio FM, còn AM thì không nói, chỉ có sôi thì bằng cassette các thứ thì về làm lại, cửa bên đây thì chạy. Cửa bên đây thì không thể chạy nhá. Thế còn ví dụ như có đồng chí nào ưng cái mẫu này bảo anh làm cho tôi hai cửa băng nó hoạt động thì mình sẽ làm. Và đương nhiên lúc giờ khi làm hai cái cửa băng này nó hoạt động lên thì sẽ thêm thóc, đấy là điều chắc chắn rồi. Còn bây giờ cứ như thế này thì 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.